Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine nổ ra vào ngày 7 tháng 10, Israel đã phong tỏa dải Gaza và không đồng ý cho các xe chở nhiên liệu vào khu vực này. Phía Israel cho rằng Hamas có thể sử dụng số nhiên liệu được chuyển vào Gaza cho mục đích chiến đấu. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Ai Cập cho biết phía Israel vừa chấp thuận cho xe nhiên liệu đầu tiên vào Gaza. Số nhiên liệu được cho phép là 24.000 lít. Theo các nguồn tin này, vừa qua chiếc xe tải chở một phần lượng nhiên liệu nói trên đã bắt đầu tiến vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah, nối Ai Cập với phía nam dải Gaza. Đây cũng là chuyến xe nhiên liệu đầu tiên vào Gaza kể từ khi khu vực này bị phong tỏa do xung đột đang diễn ra. Theo Reuters, việc chuyển 24.000 lít nhiên liệu vào dải Gaza dự kiến được thực hiện trong 2 ngày. Nhưng thật ngạc nhiên, số nhiên liệu này sẽ chỉ được sử dụng cho các xe vận chuyển hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc và không được cung cấp cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin, ngoài xe nhiên liệu đầu tiên vào Gaza nói trên, hai xe chở nhiên liệu khác đang xếp hàng chờ tại cửa khẩu Rafah. Trong những ngày gần đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tổ chức này có thể phải sớm dừng các hoạt động nhân đạo tại dải Gaza do kho nhiên liệu tại khu vực này đã cạn kiệt hoàn toàn. Trong khi đó, các nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết, việc thiếu nhiên liệu dẫn đến không thể vận hành máy phát điện, gây cản trở quá trình cung cấp nước sạch, khiến đời sống của người dân Gaza lâm vào cảnh khó khăn. Trong khi đó, hai ngày qua, bệnh viện Asifa ở dải Gaza là nơi nóng nhất trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Israel cáo buộc Hamas đã thiết lập trung tâm chỉ huy ngầm bên trong cơ sở này, mặc dù Hamas bác bỏ. Quân đội Israel phủ nhận bao vây hay tấn công trực tiếp vào trung tâm y tế. Đồng thời, giới chức nói thêm rằng họ vẫn duy trì liên lạc với nhân viên của bệnh viện, cho phép dân thường và bệnh nhân đi lại an toàn. Quân đội Israel đã chia sẻ đoạn ghi âm giữa một sĩ quan liên lạc của Israel và ông Abu Semia về việc bàn giao 37 lồng ấp, 4 máy thở và các thiết bị y tế quan trọng khác từ Israel cho bệnh viện. Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bao gồm các đồng minh của Israel, Mỹ và EU đang chỉ trích chiến dịch tấn công trên bộ của Tel Aviv. Quân đội Israel đã cung cấp 300 lít nhiên liệu cho bệnh viện Asifa hôm 12 tháng 11, nhưng Hamas đã không cho phép cơ sở chăm sóc sức khỏe này tiếp nhận. Trước đó một ngày, giám đốc bệnh viện Mohammed Abu Semia nói rằng cơ sở này đã bị mất điện. Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11.000 người Palestine. Tuần trước, Israel đã đồng ý tạm ngừng bắn cục bộ kéo dài 4 giờ trên ngày trong cuộc tấn công ở dải Gaza. Các phương tiện truyền thông cho hay những đợt ngừng bắn này đã được thực hiện từ hôm 14 tháng 11, tạo điều kiện cho người Palestine sơ tán về phía Nam. Trên 800.000 người trong số 1,1 triệu người Palestine từ phía Bắc Gaza đã sơ tán về phía Nam thông qua các hành lang an toàn do Israel thiết lập. Liên quan đến các con tin, đài phát thanh Israel cho biết quân đội nước này vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào về sự hiện diện của các con tin bị Hamas giam giữ tại bệnh viện Asifa lớn nhất dải Gaza. Theo đài phát thanh Israel, các lực lượng Israel đang tiếp tục lục soát bên trong tổ hợp bệnh viện Asifa, mặc dù trong ngày 15 tháng 11, họ đã tiêu diệt 4 tay súng Hamas được cho là đang trú ẩn tại bệnh viện này sau khi lục soát một vị trí nghi ngờ. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo khẩn cấp trong xung đột Israel-Hamas. Lực lượng vũ trang kiểm soát dải Gaza-Palestine để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Theo hãng tin Reuters, việc thông qua nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo được xem là động thái được mong chờ từ lâu sau nhiều tuần Hội đồng Bảo an không thể tìm được tiếng nói chung. Trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, có 12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ, 3 nước Mỹ, Nga và Anh bỏ phiếu trắng. Được biết, nghị quyết kêu gọi các lệnh tạm ngừng và hành lang nhân đạo khẩn cấp và kéo dài trên khắp dải Gaza trong đủ số ngày để cho phép viện trợ nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở tiếp cận khu vực. Nghị quyết cũng kêu gọi thả tất cả các con tin do Hamas và các nhóm khác bắt giữ, đặc biệt là trẻ em và tất cả các bên kiềm chế tước đoạt các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo ở dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo này không lên án hành động của Hamas. Một điểm khiến các đồng minh của Israel là Mỹ và Anh không đồng tình. Trước khi dự thảo nghị quyết được thông qua, Hội đồng Bảo an đã chứng kiến những tranh cãi xoay quanh ngôn ngữ của văn bản này. Tranh cãi chủ yếu tập trung vào việc nên kêu gọi tạm ngừng nhân đạo hay ngừng bắn. Mỹ ủng hộ tạm ngừng nhân đạo trong khi Nga thúc đẩy lệnh ngừng bắn.
Nga đã thất bại khi muốn sửa đổi nội dung dự thảo nghị quyết vào phút chót để đưa vào lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, tiến tới chấm dứt chiến sự. Trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo khẩn cấp trong xung đột Israel-Hamas, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden cho rằng nghị quyết không thực tế và sẽ không có ý nghĩa. Ông Eden khẳng định rằng Israel đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế trong hoạt động quân sự ở Gaza. Theo đó, vị đại sứ Israel viết trên mạng xã hội rằng thật không may khi Hội đồng Bảo an vẫn không thể lên án hoặc thậm chí đề cập vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Đây là một sự ô nhục. Tương tự, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel Leo Hayat nói Israel mong đợi Hội đồng Bảo an lên án Hamas một cách dứt khoát và giải quyết nhu cầu về một thực tế an ninh khác ở Gaza. Không có chỗ cho các thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài nếu 239 con tin vẫn còn nằm trong tay Hamas. Ngoài ra, sau khi bỏ phiếu trắng, Mỹ đã chỉ trích một số thành viên của Hội đồng Bảo an vì không lên án Hamas. Cụ thể, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói Tôi muốn nói rằng tôi rất kinh hoàng khi một số thành viên của hội đồng này vẫn không thể tự mình lên án vụ tấn công dã man mà Hamas đã thực hiện nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, bà Thomas Greenfield cũng lưu ý rằng hành động của Hamas không làm giảm bớt trách nhiệm của Israel trong việc bảo vệ những người vô tội ở Gaza. Về phía Palestine, quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc Rizat Mansour cho rằng nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo của Hội đồng Bảo an đã không đề cập đến các vấn đề chính bao gồm cái chết của dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo, các cuộc tấn công bừa bãi của Israel và việc Israel giam giữ hàng nghìn người Palestine. Ông Mansour cũng cáo buộc Hội đồng Bảo an thể hiện sự phẫn nộ có chọn lọc trong nghị quyết kêu gọi tạm ngừng nhân đạo này. Không chỉ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên Hợp Quốc mà Nhà Trắng cho biết, ông Brett McCook, cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông và Bắc Phi sẽ đến thăm Bỉ, Israel, Bờ Tây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar và Jordan. Tại Israel, ông McCook sẽ thảo luận về nhu cầu an ninh của Israel, sự cấp thiết của việc bảo vệ dân thường trong quá trình hoạt động quân sự, cũng như những nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo việc thả con tin và sự cần thiết phải kiềm chế những người định cư cực đoan bạo lực ở Bờ Tây. Theo thông báo của Nhà Trắng, tại Bờ Tây, ông McCook sẽ thảo luận về sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với chính quyền Palestine và vai trò đại diện của chính quyền Palestine với người dân Palestine, trao đổi về thúc đẩy sự ổn định lâu dài ở cả Bờ Tây và Gaza. Bên cạnh đó, Belize, một nước Trung Phi thông báo đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel. Theo đó, Belize đã rút lại sự công nhận đối với đại sứ Israel tại nước này, đã đình chỉ các hoạt động tại lãnh sự quán của Belize ở Tel Aviv và lãnh sự quán Israel ở Belize. Belize cho biết lý do là vì Israel không ngừng ném bom bừa bãi vào Gaza và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!